Hello, Nguyễn Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh của Nga Nguyễn. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Nga nha. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mình luôn chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe và an toàn. Đặc biệt là những quý vị lớn tuổi thì nên ở nhà, chứ đừng có đi ra đường nhiều rồi mất công. Lỡ mà dính Covid-19 đó, thì cái phần trăm mà chữa khỏi thì nó rất là ít, nên quý vị cẩn thận nha. Nói về thời tiết của tiểu bang Minnesota hôm nay á, là nhiệt độ cao nhất là 75 độ F mà thấp nhất là 50 độ F. Buổi sáng á, thì nó hơi lạnh chút xíu, cho nên là mình mặc cái áo khoác nó hơi mỏng mỏng để cho nó đỡ lạnh đó quý vị. Còn chiều thì bây giờ mình đi làm về rồi thì thời tiết rất là lý tưởng, mát mẻ, có nắng, có gió. Còn nói về tình hình bệnh dịch của tiểu bang Minnesota hôm nay á, tính tới thời điểm này là đã có 29.316 trường hợp bị lây nhiễm, trong đó có 24.870 trường hợp đã được chữa khỏi và có 1.280 trường hợp đã bị qua đời bởi dịch Covid-19. Thì theo như mình thấy là sau khi cái cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra ở tiểu bang Minnesota thì con số dịch bệnh nó càng ngày càng tăng, thì cũng rất là buồn là như vậy. Cho nên là thôi mình đừng có nghĩ đến cái chuyện buồn nữa. Về cái tin tiếp theo mà Nga muốn chia sẻ với quý vị á, thì cũng như quý vị đã biết là vào tháng này á, thì vào tháng 6, tháng 5, tháng 6 này á, thì ở Minnesota cũng như là ở các tiểu bang khác của nước Mỹ thì người ta hay tổ chức lễ ra trường cho các em tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp lớp 12 á quý vị. Thì do tình hình bệnh dịch Covid-19 cho nên là cái sự tổ chức nó cũng khác với mọi năm, là nói chung là mình phải giữ khoảng cách xã hội quý vị. Thì mỗi trường thì sẽ tổ chức mỗi cách khác nhau, đặc biệt là phải giữ an toàn cho các em. Có trường thì tổ chức cuối tuần này, có trường thì tổ chức cuối tuần tới. Cách tổ chức thì trường sẽ phát cái áo mặc tốt nghiệp cho các em, rồi nón rồi này kia, rồi bằng nữa quý vị, bằng tốt nghiệp lớp 12 cho các em. Rồi nói các em là phải làm một cái video chụp hình, rồi đội nón mặc áo, chụp hình với bố mẹ, rồi những anh chị em trong gia đình, rồi sau khi chụp hình xong thì trong lúc mà phải quay video thì có những em cởi nón ra xong rồi tung lên trời quý vị. Vui lắm. Hồi mấy năm trước mình cũng có đi dự lễ tốt nghiệp ra trường của cháu mình nữa, cho nên mình biết. Nhưng mà năm nay thì bị Covid-19 á, cho nên nó, theo như mình thấy thì nó vừa độc và vừa lạ nữa quý vị. Độc và lạ là tại sao? Là tại vì các em phải làm một cái video gửi vô trường, rồi nhà trường sẽ làm một cái link thông báo cho quý vị phụ huynh cũng như các em là vào ngày đó giờ đó thì trường sẽ phát ra cái video mà có các em trong đó. Thì mặc dù là nó không có giống như mọi năm là tổ chức theo cái kiểu ra trường truyền thống á, thì người ta sẽ có một cái hội trường, mới một cái hội trường, xong rồi đọc tên thầy giáo, đọc tên của các em lên, rồi rồi phát bằng cho các em, rồi sau đó thầy hiệu trưởng bắt tay các em rồi chúc mừng các em, xong xong rồi chụp hình. Nhưng mà năm nay do tình hình bệnh dịch Covid-19 cho nên là không có được tổ chức như vậy. Còn có trường thì tổ chức
dạng giống như là cũng cũng kêu các em lên trường nhưng mà ở trong xe thôi. Khi nào mà trường xướng tên của các em lên đó thì các em cũng mặc đồ, mặc áo tốt nghiệp rồi đội nón tốt nghiệp rồi cầm cái bằng rồi bước ra khỏi xe rồi thì chụp hình, rồi cái xe thì có trang trí bong bóng rồi đề cái chữ là tốt nghiệp phổ thông trung học 2020. Rồi trong khi đó thì kêu tên em nào thì bố mẹ của em đó bóp kèn lên giống như là đi 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 diễn hành đó quý vị. Làm như vậy thì nó cũng rất là vui, nó độc và nó lạ là như vậy. Còn còn nói về một cái tin vui khác nữa là Nga xin chúc mừng cái vị nào mà ở tiểu bang Arizona đã trúng cái vé độc đắc về Mega Million đó là được 410 triệu đô la nha quý vị. Tiểu bang Arizona, đây là cái vé mà lần đầu tiên ở tiểu bang Arizona được trúng với cái con số là 410 triệu đô la. Thì Nga xin chúc mừng cái vị đó. Cũng như quý vị đã biết á, thì mua vé số ở bên Mỹ á, thì nó không có giống như bên Việt Nam. Ở các cây xăng rồi các cái chỗ mà bán các chợ như là Cup Food, cây xăng rồi quý vị, người ta có bán vé số Powerball rồi Mega Million rồi nói chung là nhiều lắm, mình muốn mua loại nào mình mua. Chứ không có giống như là ở Việt Nam mình phải đi mời từng người rồi cái mình mời người ta mua vậy. Mấy lúc mà Nga đi làm hãng á, thì nó vui lắm. Nhiều khi tới thấy thông báo thấy Powerball hay là Mega Million mà được 100 triệu hơn rồi á, cái bắt đầu là rủ nhau mua. Một cái vé Mega Million đó là 2 đô la quý vị, thì 10 người hùng lại thì là mua 20, mà là mua một cái vé nhưng mà hai chục số quý vị, thì mỗi người 2 đồng vậy đó, thì mình có cái phần trăm trúng nó nhiều hơn là mình tự đi mua một mình. Thì tiện đây Nga cũng xin chúc mừng cái vị nào mà trúng được 410 triệu đô la cái số Mega Million. Mà quý vị có biết là tiểu bang nào mà thường được trúng vé Mega Million nhất nước Mỹ hay không? Thì Nga cũng xin chia sẻ luôn. Đứng thứ nhất là tiểu bang New York quý vị. Từ lúc mà có vé đặc biệt Mega Million thì New York là tiểu bang đứng thứ nhất đã có 37 vé trúng Mega Million đặc biệt. Tiểu bang đứng thứ hai là California quý vị, là có 31 vé trúng đặc biệt về Mega Million. Đứng thứ ba, thứ tư là tiểu bang Ohio và tiểu bang New Jersey, thì khoảng 20 21 vé trúng đặc biệt của Mega Million. Thì nói chung New York, Cali là toàn là dân giàu đồ không, không biết sao vé số nó có về dân giàu không biết, mà cho nó không, không về Minnesota không biết nữa. Thì hy vọng một ngày nào đó mình cũng được trúng số, mà trúng số đâu không thấy, thấy trúng gió không quý vị. Như quý vị cũng đã biết đó là ngành nail của Minnesota thì cũng đã mở cửa lại vào tháng 6 ngày 1 quý vị năm 2020, thì mình cũng đã đi làm lại. Và đợt này đi làm lại thì người ta cũng kêu mình là có phải lấy cái bằng Barbicide quý vị, để cái bằng đó là nó nói về cái cách làm cho mình giữ an toàn trong cái tình hình dịch bệnh Covid-19 này nè quý vị. Thì quý vị nào mà chưa có lấy bằng á, thì mình bấm lên mạng, mình bấm cái chữ barbicide.com này nó sẽ ra, thì quý vị học lấy bằng barbicide
sai trong đó. Rồi khi mà quý vị đi làm thì sở y tế của tiểu bang mà quý vị ở, người ta có quyền người ta xét tiệm nail quý vị. Mà khi mà quý vị nào mà thợ nail hay là chủ nail mà không có cái bằng barbicide thì nghe nói mình sẽ bị phạt tiền, cho nên là quý vị nào chưa đi làm nail thì tranh thủ mình lấy cái bằng đó cho yên tâm nha quý vị. Thì nói chung tình hình dịch Covid-19 thì vẫn còn lây lan, cho nên là mỗi người trong chúng ta là một chiến binh quý vị, giống như Tổng thống Trump đã nói, mỗi người là một chiến binh. Thì giống như mình Việt Nam, mùa lũ tới thì mình phải sống chung với lũ thôi. Thì khi mà mình đi làm thì lúc mà mình làm chân đó, mình cũng có cái nó mà chắn ở chỗ mặt này nè quý vị. Thì trước khi vô tiệm mình cũng phải đeo khẩu trang, đeo nguyên ngày vậy quý vị, đeo khẩu trang nguyên ngày luôn. Rồi khi mà làm chân á thì mình có cái miếng chắn ở trước mặt để mình làm chân. Còn làm tay á thì các chủ tiệm nail cũng còn đã mua một cái tấm chắn để ở chỗ cái bàn á, để cho thợ nail làm cho nó được an toàn. Còn những người khách mà trước khi mà bước vô tiệm nail thì tiệm yêu cầu có đề cái bảng ở trước cửa là mình phải đeo mặt nạ quý vị, đeo mặt nạ, khách rồi cũng phải đeo mặt nạ. Rồi mình những người khách đó thì cũng phải ghi tên xuống, rồi mình lấy những cái thông tin của người khách đó, thí dụ như là ghi tên xuống rồi số điện thoại rồi email, để mà nhiều khi nói chung là phòng ngừa thôi quý vị. Thì về tình hình dịch bệnh như vậy á, cho nên là mình thấy các mo cửa hàng đồ này kia mở cửa sớm đóng sớm quý vị, như chỗ mình làm cũng vậy, cũng mở cửa sớm rồi đóng cửa sớm. Cho nên là bây giờ mình đã làm xong rồi mình ra mình trò chuyện với quý vị đây nè. Thì bây giờ trời vẫn còn sáng, nắng, gió. Thì quý vị cũng đã biết là tiểu bang Minnesota này thì mùa hè rất là ngắn ngủi, cho nên là mấy ngày mà trời còn nắng thì mình thì bà con cô bác sống ở Minnesota này, người ta tận hưởng từng ngày á quý vị, tận hưởng nắng gió, đi ra ngoài dẫn gia đình rồi đi chơi, dẫn con cái rồi đi chơi quý vị, để cho có sức khỏe tốt quý vị. Chứ mùa đông cứ toàn ở trong nhà không mà lạnh lắm. Thì quý vị cũng đã biết là Minnesota là một tiểu bang mà người ta nói là cái tủ lạnh của nước Mỹ á, cho nên là chỉ có 3 tháng 4 tháng mùa hè thôi, còn như là mùa thu vô là cũng thấy lạnh, là cũng phải mặc đồ ấm quý vị. Còn nói về những cái ngân hàng ở tiểu bang Minnesota thì theo như mình đi ngang mình thấy như ngân hàng TCF và ngân hàng Wells Fargo thì mấy ngày mà bị Minnesota có biểu tình đó thì các cái ngân hàng đã đóng cửa luôn, nhưng mà sau mấy ngày thì cũng đã mở cửa trở lại và chỉ có cho giao dịch qua drive thru thôi, là mình ngồi trên xe rồi cái mình giao dịch ở ngoài, chứ mình không có ngân hàng hiện giờ vẫn còn đóng cửa, không có cho mình vô trong để mình giao dịch với nhân viên ngân hàng quý vị. Thì mấy cái ngân hàng khoảng 2-3 ngày gần đây thì cũng đã mở giờ thêm. Sau khi mà biểu tình xảy ra thì có một số ngân hàng cũng đã đóng cửa mấy ngày luôn, thì sau đó cũng đã mở cửa trở lại và chỉ có mở từ 9 giờ đến 3 giờ chiều thôi. Thì như ngày thường bây giờ, 2-3 ngày trước đây thì cũng đã mở từ 9 giờ đến 6 giờ tối mới đóng. Thì cũng chỉ giao dịch qua drive thru thôi, chứ cũng không có cho, cũng chưa có mở cửa để mình đi vô để mình giao dịch.
Đó là tình hình của ngân hàng của tiểu bang Minnesota là như vậy. Cũng như quý vị đã biết là tình hình dịch bệnh COVID-19 nó xảy ra từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 tới bây giờ thì các ngành nghề đó, ngành nào xuống thì xuống, chứ mình thấy cái ngành mà giống như là giao hàng tận nhà quý vị, như là mấy cái công ty đó là nó ăn nên làm ra hết, như công ty Amazon quý vị, thì cái ông chủ hãng của công ty Amazon đó, ông tên là Jeffrey Bezos, ông mới 56 tuổi thôi, người Mỹ quý vị, thì nội mà mấy tháng gần đây thôi á, 4 tháng gần đây thôi á, thì tình hình dịch bệnh thì ai cũng hạn chế ra đường, người ta chỉ toàn mua qua online thôi quý vị, mua qua mạng thôi, thì công ty này nó ăn nên làm ra quý vị. Cho nên là có 3-4 tháng thôi mà ổng đã thu được cái số tiền là 4 tỷ đô la quý vị. Hiện giờ là ổng cũng đã là tỷ phú đứng nhất thế giới rồi. Thì nói chung là về tình hình nói chung là cái ông Jeffrey này là coi như là tới thời của ổng rồi quý vị. Thời ăn nên làm ra rồi. Những cái công ty mà như UPS rồi, như quý vị cũng thấy ngoài đường bây giờ là những mấy cái xe mà giao hàng tận nhà như là của Amazon, UPS này kia, thì mấy công ty này nó giờ người ta đặt hàng qua mạng đó quý vị, thì người ta thì nó giao tận nhà, cho nên là cái công ty nào nhà hàng nail đồ này kia thì xuống, chứ mấy công ty này nó ăn nên làm ra quý vị. Thì đó là tình hình hôm nay là như vậy. Thì một lần nữa mình cũng khuyên quý vị là tình hình bệnh dịch vẫn còn xảy ra ở phía trước xung quanh ta, mình không biết chừng nào nó nhập đến mình nữa, thì mình cũng xin khuyên với quý vị là lúc nào mình cũng giữ khoảng cách an toàn nha quý vị, lúc nào mình cũng có khẩu trang ở trong giỏ nè, rồi nước rửa tay khô nè quý vị, rồi quý vị thường xuyên rửa tay nha, để giống như là mình tự bảo vệ cho chính mình và những người xung quanh, với lại người trong gia đình của mình quý vị. Thì một lần nữa, nếu quý vị nào mà lần đầu tiên xem kênh của Nga thì xin bấm cho Nga một nút like, nút share và nút ấn chuông để ủng hộ tinh thần cho Nga nha. Nga cầu chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe, an toàn. Nga hẹn lại quý vị ở video kỳ tới nha. Bye bye quý vị.